con út lợi mua bánh cháo mà trời đang mưa ông bà, đang mưa lớn lên, trời đang mưa quý vị ơi, mưa quá trời mưa luôn, mưa tầm mưa tả, mưa thương nhớ ai mưa sầu không dứt, mưa thương nhớ ai mà mưa đổ lệ sầu. Ở đây người ta bán bánh tráng, bán bánh tráng nè, bán đậu phộng rồi bán tùm lum tứ la hết các loại bánh. Rồi má con xách bánh tráng đi bán, kiếm ít tiền để mua gạo ăn cơm. Ông bà ăn nè ơi, bánh nè, bánh tráng, bánh các loại nè, các loại bánh tráng ông bà ơi. Con xin mến chào quý ông bà cô chú bác quý vị khán giả tất cả mọi người. Đến hôm nay giờ này là trời đang mưa, con út đang đứng ở mưa nè ông bà, đang đứng ở mưa thì mua bánh tráng nè ông bà ơi. Má con cũng bán kiếm thêm tiền bởi vì má con mua bánh tráng về bán đó, cũng đi lại đây lấy bánh tráng về má con đem đi bán giữa cuộc đời này ông bà ơi. Con chúc ông bà nhiều sức khỏe nha, hôm nay đi lại lấy bánh tráng vừa bán nha ông bà. Thương đời số phận nổi trôi, thân chùm rưỡi gió thương tơ bờ đó ông bà. Giờ này mưa gió bão bùm nè ông bà, mưa gió quá. Đi lại tất cả các loại bánh nè ông bà, bánh gì cũng có hết. Bánh kẹo gì người ta bán nè, người ta bán đó ông bà. Ông bà cô chú ơi, bởi vì vậy con đi lại đây lấy bánh tráng về, má con đi kiếm bán đó ông bà, bán làm kiếm tiền qua ngày. Tất cả các loại bánh này, mua bánh nè ông bà, bánh tráng, bánh gì các loại nè, ta mua bánh nè ông bà, mua bánh, bánh tráng kiếm tiền, bánh kiếm tiền, bánh ông bà ơi. Ông bà ơi, ông bà thấy bánh tráng không ông bà? Bánh tráng là gì nè, bánh tráng là gì đó ông bà? Thương đời số phận hẩm hiu. Chỗ đây người ta bán bánh tráng ông bà, màu xanh đồ gì mưa quá chừng. Mưa đồ gì đó ông bà, các loại bánh ông bà ơi, thích ăn loại bánh nào? Thân chùm gửi gửi theo mây trời, thương đời số phận nổi trôi, thân chùm dần dần buông tơ lòng. Tình là đời người ơi, đời trái ngang sẵn son người ơi, chùm gửi kia vẫn buông tơ lòng, tiếng ca ngọt ngào rời chúng yêu lòng. Chùm gửi ơi, xin giữ tròn người ơi. Trời mưa đó, trời mưa bong bóng phập phồng á ông bà, trời mưa bong bóng phập thành. Chạnh lòng lắm ông bà ơi, đời đời chạnh lòng lắm, chạnh lòng lắm ông bà. Thương đời số phận hẩm hiu ông bà, như chùm rỡi rỡi theo mây trời,
người có phần nỗi trôi thăng trầm chẳng chẳng buông tơ lòng. Bánh này rất là giòn nè, bánh này là ép chuối, ép chuối vô ăn cũng rất là ngon. Bánh này là bánh phồng cũng nướng nè, nướng lên ăn cũng ngon. Bịch này nè ông bà người ta bán nè, trộn dầu mỡ sa tế hành phi gì các loại hết, bán hết ông bà. Bịch rất là ngon luôn bà. Bịch này cũng ngon nữa nè, bánh tráng nè. Đang mua ông bà ơi, con Út đang mua bánh tráng. Mẹ con Út lấy bánh tráng này bán lẻ lẻ ông bà, nên đi bán kiếm tiền mua gạo ăn. Mua chi đặt vợ.